chỉ mang tính chất giải trí, tạo sự vui vẻ và giúp mọi người được xả stress sau những ngày làm việc và học tập mệt mỏi. Nhớ là đừng làm theo nha. Tôi biết rồi, tôi nghỉ chơi luôn đó. Và ayo, quay xe mày và chào tất cả về với channel của tôi. Thì tôi là Re và vẫn là mình và mãi là mình về kênh của mình mà. Thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với video về Free Fire. Và lần trước video kia tôi đã nói là tôi sẽ tuyển thành viên quân đoàn No Fear. Và hiện tại tôi đã tuyển được không người nào. Người nào hết. Sẽ có hai hình thức để các bạn gửi để tôi có thể tuyển. Là hình thức đầu tiên là hình thức gửi về group Facebook Ruby Family nè, thì không một ai gửi hết. Mọi người chỉ là tập trung gửi vào Gmail. Đấy, đây. Các bạn gửi cho mình về đây rất là nhiều luôn. Rồi, đầu tiên thì tôi sẽ đọc một cái. Các bạn ơi, đầy đủ thông tin giúp mình và mình sẽ tuyển từ 15 hoặc là 16 tuổi trở lên nha. Còn dưới thì mình không tuyển nha mọi người, để có thể mà dễ dàng quản lý á. Đây, bạn này thì trong game ABCD chi nhánh là sao? 14 tuổi? No! Tại vì bạn này vẫn chưa có thông tin đầy đủ nên mình sẽ loại nha. Đó, và tiếp theo là mong được vào quân đoàn chị. Là mình gửi cái ảnh thôi hả? Không có gì cả. Rồi, 13 tuổi là say bye luôn rồi các bạn ơi. Cảm ơn mấy bạn nhiều nha. Và giống như mình nói thì các bạn cũng đừng quên là gửi cái face đó, cái gương mặt các bạn và tuổi các bạn vào cho mình biết. Mình sẽ tuyển từ 15 tuổi trở lên. Rồi. Nhưng mà bạn nào mà có quả ạ VIP bro, vài cái chữ mà chơi bro, vài cái chữ thì đó như tụi tôi cũng tuyển vào luôn anh em ơi. Đấy. Ở đây thì bạn này cũng có gửi hình mặt của bạn đó. Nên là tôi sẽ xin phép che mặt bạn này lại nha. Ui dễ thương á. Đây là hai bạn nè. Một bạn tên là Chí, một bạn tên là Tấn Hưng. Hai bạn đều 13 tuổi, đều gắn bó lâu với game, có hẻ đổi tên. Hai bạn này, ui ơi, hai bạn này ok nha mọi người. Hai bạn này có vẻ ok nè. Tôi thấy có vẻ hơi ok một tí nè. Rồi, tôi sẽ để một dấu sao nha. Đó, các bạn thấy không? Chỉ cần bro tí. Thực ra là mình phải tuyển từ 15 tuổi trở lên để dễ dàng mà quản lý. Cái này là không có nè, cái này là không được rồi nè. Cái này là say bye nè. Rồi, cái này là say bye nốt luôn. Rồi, cái này say bye nốt luôn. Tại vì không có đủ thông tin các thứ nên mình không xem được á. Rồi, cái này là say bye luôn. Ơ gì kỳ vậy? Mà sao mọi người lại có thể mà nhanh gọn lẹ tới như vậy vậy? Đây là một ad của bạn có tên là không một tên đâu luôn. Chỉ gửi tài khoản thôi. Nếu mà không có đầy đủ thông tin thì mình cũng không tuyển nha mọi người. Đây, em 12 tuổi, mong chị rep. 12 tuổi không được các bạn ơi. 12 tuổi nhỏ quá, không được mọi người ơi. Tôi sẽ để cái bạn này xem xét một tí thử thấy ạ. Các bạn này cũng ok. Tiếp theo là một bạn em là fan đã xem chị được 2 năm, level 46, không đủ thông tin này nên mình cũng không biết nữa mọi người ơi. Tôi sẽ để bạn này một bên nha, tại vì tôi sẽ xem xét lại một tí nha mọi người. Rồi, cái này là say bye luôn rồi nè. Cái này là say bye tiếp luôn. Cho em một ca kim cương được không ạ? Say bye nốt. Thí dụ mình có thể cho mọi người kim cương cũng được, gương mà cho nhiều quá thì tiền đâu mà tôi cho đấy anh em. Để tiền đâu mà mình cho được. 2011 hôm nay bao nhiêu tuổi nhờ, không biết luôn. Không được, khỏi không kim cương các bạn ơi. Tôi không có thể nào mà nhận mấy người mà không có kim cương. Mọi người ráng một tí, mọi người chỉ cần có kim cương đổi tên là được rồi. 11 tuổi, ui giời, tôi không quản lý được đâu. Còn tuyển quân đoàn không anh chị, còn tuyển quân đoàn không anh chị, còn tuyển là mày cốt cuộc là em gọi anh là chị hay là chị là anh là thao ba là sao ba? 14 tuổi, huyền thoại 4 sao. Ui, ok phết rồi, mình sẽ để đây nha. Huyền thoại 4 sao nói nghe cũng ok rồi. Thật ra sao tôi cũng chưa xem á mọi người. Ai mà không đủ thông tin là mình bỏ đi hết rồi mọi người. Không đủ thông tin là mình cho đi hết luôn à. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi là đứt ơi. Một bạn kế tiếp là của tôi là Nguyễn Văn Bé. Bạn gái đầu tiên mới ghi là cho ta vào quân đoàn nhanh DCM. Ở kìa, mình nói chuyện cho bình thường tí được không bạn yêu. Bố mày tên là Nguyễn Văn Bé. Bố mày muốn xin vào quân đoàn. Quân đoàn là cái gì? Là cái quần với cái đòn là hả ba loại. Để solo với đứa gà như mày. Mày mà không solo với bố mày là ra đường cẩn thận, không thì tao ăn cáp ạc của mày đấy. Nghe chưa? Tao biết khách, xin đừng để solo, xin vào để solo thôi, nghe chưa dân con. Hả? Những lời lẽ đê tiện gì cũng nói ra được sao? Ôi trời ơi, tôi lại sợ bạn quá cơ. Trời ơi, vào luôn, cho bạn vào luôn, ok chưa? Tôi cho bạn vào luôn. Bye bye nha má. Nhiều khi có những người mà tôi hơi khó hiểu tí mọi người ơi. Hơi khó hiểu thiệt. Ôi, nhân tài đây rồi. Nhân tài đây rồi. Ok, bạn này bắn phòng nè. Bạn này 14 tuổi rồi. Tôi sẽ sao lưu cho bạn này luôn nghe. Bạn này tên Sơn nghe bơi. Ok, tôi sẽ lựa chọn. Có gì tôi sẽ lựa chọn nhiều một tí. Ôi, tôi muốn có nhân tài lắm anh em ạ. Tôi muốn có nhân tài lắm mấy bạn ơi.
Ok, đây là những cái tên mà có thể là tôi sẽ tuyển vào, nhưng mà tôi phải đợi duyệt qua nữa nha mọi người. Đây, hiện tại là quân đội mình vẫn chưa có ai hết, nên là anh em cứ thoải mái và gửi thông tin về ngay Gmail rubylock16a@gmail.com của tôi. Và nếu muốn vào thì solo thắng tôi đi rồi tôi cho vào nha, ok chưa? Nhưng mà solo thắng tôi chắc dễ rồi phải bên em nha. Mấy bạn mà chơi tử chiến nhiều mà kiểu rành rành quá mà chơi solo với tôi là thắng hơi bị dễ luôn ấy. Ví dụ giờ đi, giờ tôi chơi tử chiến xếp hạng cho anh em xem thử là cái tài năng bắn của tôi như thế nào nè. Đừng có để phục anh em nha, đừng có để phục nha. Và quên nữa, và quên nói các bạn luôn là mình sẽ tuyển từ 14 hoặc là 15 tuổi trở lên nha. Và nếu bạn nào có cái quả ạt quá là pro về tuy là hấp tuổi tôi vẫn sẽ tuyển. Quan trọng là các bạn phải gửi hình mặt của các bạn vô luôn nha. Đấy, và có thể mà tương tác vui vẻ với quân đoàn của mình. Và tỷ lệ thì nói chung là cao một tí thì mình sẽ tuyển vào nha, mình xem qua mình sẽ tuyển vào nha anh em ơi, ok chưa? Rồi bây giờ mà tôi muốn tìm được cái quả trận thử chiến là chắc tới 1. Thiệt, tôi tìm tới 4 luôn mấy bạn ơi. Nói chung là chơi vui vui qua cho mọi người, nên là mình chơi thử chiến bình thường thôi. Tìm cái chế độ thử chiến và xếp hạng. Ui nó lâu vãi cả chưởng luôn á anh em à, thề. 1 hour later. Đây rồi, đây rồi. Anh em nhìn tôi làm một lần duy nhất cho các bạn xem luôn nhé. Ok. Cái chạy chạy đó là cái gì vậy ta? Tôi không biết cái đó luôn á. Không biết cái kỹ năng đó là cái gì luôn á. Tại vì tối nay mình sẽ có một màn solo với Subi. Đấy, đợt trước là tôi vừa lên video là Subi gã kèo tôi liền. Nên là ngày tối nay tôi sẽ solo với Subi. Và ngày mai anh sẽ thấy clip và tôi với Subi sẽ tăng bo các thứ. Ok, tôi sẽ hiện một lần kỹ năng của chùm quân đoàn cho anh em xem luôn nha. Ủa, thằng nào đứng đó vậy ta? À, trời ơi, trời ơi. Thằng nào nó để cái hình gì đó ở đó anh em ơi, vãi cả chưởng thật sự luôn á. Ủa cái này mắc mới hả ta? Ok. Địt đâu hết rồi. Ây da. Bộ yêu ơi, mình nhẹ nhàng xíu được không nhỉ? Không mẹ ơi. À, đây là kỹ năng chạy nhanh hả? Ôi, ok phát mình sẽ có 2 lần chạy. Ồ, hiểu. Rồi. Ây da, thằng khứa nào quăng quả bơm cái ngoài đó vậy? Trời ơi là trời. Nó chưa kịp thể hiện kỹ năng luôn đó mọi người ơi. Trời má ơi, tao mua cây MB5 một cái là tao hết tiền luôn. Ủa sao cái kỹ năng chạy này của mình chỉ có một cái duy nhất không phải em nhờ? Kỹ năng chạy này của tôi hình như chỉ có một cái. Ơ gì vậy bạn? Mày làm gì vậy? Sao mày nhốt tao trong đây? Muốn rồi. Ok. Tao nói mày rồi không nghe. Ôi kìa, cái mụ nội nó nhốt tôi trong đây rồi sao mà tôi chơi? Ôi giời ơi. Mụ nội nó nhốt tôi không có bắn được cái gì hết anh em ơi. Cuối cùng tao mua cây súng MB5 cái tao cũng hết tiền rồi. Cái thằng quỷ này nè anh em. Cây phải cái chân. Một phát vào đầu. Tao ngẫm chứ. Cái đầu xanh tôi chơi tệ nó vậy á sao? Tôi đã dành cả nguyên đêm để tôi có thể luyện tập cơ mà. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a ratchet. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, girl, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Tôi đã biết ngày mai của trận đấu này rồi. Sao các bạn như vậy đi